Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel One Channel và Kinh Mi. Rất vui được gặp nhau những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fighting Pass như thường lệ. Và như thường lệ thì chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để hỗ trợ mình. Và anh em nào có nhu cầu mua acc bên Android 43 thì dính thì nhớ liên hệ với mình nha. Hiện tại hôm nay là thứ bảy rồi, thì ngày mai là chủ nhật. Ngày mai thì Mihawk chính thức ra mắt. Thì lúc đó thì những anh em nào có nhu cầu mua acc có Mihawk New World thì liên hệ với mình nha. Đảm bảo cho anh em là skill của Mihawk chém thì siêu phê. Mặc dù là bà chưa có trailer hay gì cả nhưng mà đảm bảo là con Mihawk New World thì khỏi nói rồi anh em ơi. Kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì nó phải đạt ở đẳng cấp khác bọt anh em. Những cái đường chém của nó là tuyệt vời. Rồi, thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, tại vì hôm nay mình sẽ đi làm một cái thứ mà hơi mất thời gian. Cho nên là bây giờ mình sẽ nói về những vấn đề chính luôn. Thứ nhất là anh em vào sự kiện. Thì hôm nay là cái ngày mà mình đủ 1000 điểm ở đây nè anh em. Cho nên là giờ mình sẽ nhận cái đã. Rồi, dành cho những anh em nào chưa biết luôn thì khi anh em đủ 1000 điểm thì nó sẽ hiện cái nút vàng ở cái cúp này. Sau khi anh em click nút vàng thì nó sẽ có hai cái cho anh em lựa chọn. Thì cái đoạn này chắc là mình sẽ dịch ra cho anh em dễ biết luôn nha. Đây anh em ơi, thì sau khi dịch ra thì nó hiện ra như thế này là bạn có muốn đặt chỗ cho buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết hàng năm không? Thì có nghĩa là sắp tới thì sẽ có cái trận chung kết đánh giải PVP gì đó, thì anh em muốn đặt chỗ hay không? Để có xác nhận và hủy bỏ. Thì nếu mà anh em xác nhận thì nó cũng kiểu sao ta, không có tác dụng lắm anh em, đảm bảo cho nên mà không tác dụng luôn. Thì mình đã thử những cái lần trước rồi, thì mình nghĩ là khuyên anh em nên click vào cái nút xanh. Đấy, thì anh em sẽ nhận được 200 trái hay là một vé vàng đó mình không nhớ rõ. Nhưng mà chúng ta nên click vào nút xanh nha. Bây giờ thì mình sẽ làm chuột bạch thí nghiệm cho anh em để anh em biết. Nếu mình nhấn vào nút vàng thì mình sẽ không được gì cả. Thì như kiểu là đặt chỗ để đi xem chung kết hay cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà tốt nhất là anh em nên click vào nút xanh. Ủa? Không được gì luôn á hả? Rồi thì nút vàng ơi. À, ok anh em ơi, sorry anh em, sorry. Chắc do mình nhớ nhầm. Cũng may là nó không mất anh em. Thì anh em hãy click vào nút vàng nha. Ok, hôm bữa mình nhớ rõ ràng là mình nhấn nút xanh anh em ơi. Nhưng mà cũng may là coi như là mình có cái thí nghiệm trên đây. Thì cho những anh em nào chưa biết thì anh em hãy nhấn nút vàng nha. Nhưng mà hơi sai sai anh em ơi, mình thấy nó không chính xác lắm. Tại vì mình nhớ là đợt trước mình nhấn nút xanh thì mới được, còn giờ lại nhấn nút vàng, không sao, có cơ hội để làm lại. Cũng may quá anh em ơi, chứ đợt trước là mình click vào nút vàng là nó mất luôn, nó không được gì cả. Cho nên đó là lý do tại sao mình thấy nó kỳ lạ như vậy. Rồi, được 200 trái coi như cũng tương đương với một vé vàng. Hôm nay thì thậm chí là game nó còn có quà đền bù nữa nha anh em. Tổng cộng cái quà đền bù này sẽ là 4 ngày. Và mỗi ngày em sẽ được một vé vàng với lại 5 vé quay thẻ. Cái này là do lỗi của game cho nên game đền bù cho các người chơi anh em ơi. Mình cũng không biết là mình có bị dính cái lỗi đó hay không, nhưng mà mình được đền bù nè anh em. Và mình thấy hình như là hầu như ai cũng được. Mình thấy là mình vào, nãy giờ mình vào 2-3 con acc thì đều được nha. Cho nên là nó sẽ có tới tận 4 ngày thì tương đương với 4 vé vàng và 20 vé quay thẻ. Khá là ngon luôn anh em ơi, tuyệt vời. Game nói chung là lâu lâu có mấy cái quà đền bù này sướng. Cho nên chúng ta cũng không nên chê trách gì game ha. Đấy, họ làm đền bù này nọ rất là chuyên nghiệp và chuẩn chỉnh, không có thiếu sót gì đâu anh em ơi. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vào đây để mình nhận thẻ tháng thôi. À, quên, hồi nãy còn một chỗ quên, anh em nhớ dự đoán nữa. Anh em nhớ dự đoán kết quả nữa. Bầu chọn cho cái nhân vật mà anh em dự đoán là vô địch thì mình sẽ chọn cái anh này. 486 nha anh em. Đấy, chọn nút vàng là xong. Coi như anh em đã dự đoán thành công. Khi anh em đạt đủ cái mốc ở đây thì anh em sẽ nhận được quà nha. Cái này là 10 vàng, ngôi sao cam. Đấy, cái quà cuối là ngon nhất. Nói chung là nếu mà anh này vô địch thế giới, không phải, cũng có thể gọi là vô địch thế giới. Nói chung vô địch cái giải này thì anh em sẽ được quà nha. Nói chung là anh em thích dự đoán ai thì dự đoán. Rồi, quay lại với nội dung chính thì bây giờ mình sẽ đi đào bản đồ của acc này nha. Thì tại acc này thì cũng quá nhiều bản đồ rồi mà thời gian mình định mình đi đào lâu lắm rồi anh em mà không rảnh. Cho nên là nó duy trì lại hơi lâu rồi. Mình định đào lúc còn 58 là mình đào rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ cũng chắc cũng lên gần 60 rồi đó. Để mình coi thử nha. Ok, ở ngoài đây thì có 78. Ở trong mảnh đây thì mình có 49. À không, như vậy cũng không nhiều đâu anh em ơi. 49 thì 499 nữa chứ. Giờ mình đi làm thêm cái nhiệm vụ cho nó tròn 500 là được 50. 50 cộng thêm kia là 57 hả? Ui, thì thôi mình lên mình chọn 56 thôi anh em ơi. Đây, mình sẽ ghép lên 49 này luôn nha anh em. Rất là nhiều luôn nè, anh em thấy không? Cực kỳ nhiều luôn. Đó, 49 tấm. Cộng thêm 7 tấm ở kia nữa. Thì tổng cộng mình có 56 tấm. Số 56 đối với mình thì nó hơn là số 57. Cho nên là mình sẽ không kiếm thêm. Rồi, hôm nay mình sẽ đào hết 56 tấm này nha.
Và nếu để đi đào mà đi từng chỗ thì nó hơi mất thời gian ấy, cho nên là mình quyết định hôm nay mình sẽ đào theo một cái cách rất là thú vị. Và không biết là hôm nay mình có phá vỡ được cái lời nguyền của mình hay không. Tức là từ lúc chơi game đến giờ mình chưa bao giờ đào được 500 trái cho con ạc của mình. Đấy, thậm chí là cả ạc chính ạc phụ luôn. Còn nếu mà đi đào ạc người khác thì được hay sao á. Cho nên là hôm nay hy vọng là với 50 mấy tấm này thì mình sẽ phá vỡ được lời nguyền. Không được 500 trái, nói chung là cái mốc cao thứ nhì là 300 thì mình cũng đào được nhiều rồi, nhưng mà 500 thì chưa được nha anh em. Rồi, nhân tiện thì mình cũng sẽ lưu lại cái lượng trái rồi lượng vé vàng luôn, để có gì giúp chúng ta dễ biết được là mình đào tổng cộng được nhiêu. Thì vé của mình hiện tại là 57 vé, mình sẽ nhớ con số này nha. 57, còn trái là 46.119. Thì cái này để chắc chắn thì mình có thể chụp lại luôn cũng được. Rồi, ok, vậy là ok nhất. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu đào và mình sẽ đào theo thứ tự từng cái map nha anh em. Tức là mình sẽ di chuyển từ cái map nhỏ nhất cho đến từng map cuối cùng luôn. Thì tất cả những tấm bản đồ đều nằm ở đó thôi. Bây giờ cái đầu tiên là cối xay gió. Rồi, thì cái video này mình sẽ cắt này nọ rất là nhiều đoạn, cho nên anh em chỉ việc xem thôi nha, không có sợ bị mất thời gian đâu. Giờ thì chúng ta sẽ đến với những cái tấm bản đồ đầu tiên. Ok, tấm đầu tiên mở màn anh em ơi. Nói chung là cái đoạn này mình sẽ cắt, anh em cứ yên tâm, anh em cứ xem liên tục thôi. Oh my god, mở màn quá đen. Tấm tiếp theo nha anh em ơi. Đấy, mình sẽ đào nhanh luôn, anh em cứ yên tâm mà xem thôi. Cái này tương đương 100 trái, cũng ok nha anh em. Vé vàng mình cũng đang cần. Ok, đây là tấm tiếp theo nè anh em. Trời ơi, hôm nay có vẻ hơi đen rồi anh em ơi. Ok, đây là tấm cuối cùng anh em ơi. Đợt này thì cái bản đồ của mình ở cối xay gió có vẻ là hơi ít. Lại được 3 mảnh. Cái này thì cũng coi như là gần 5 mảnh đi. Coi như nãy giờ được mảnh vé vàng không anh em ơi. Nói chung là vé vàng thì mình cũng đang cần. Đây, chỉ có khoảng 57 vé thôi. Bây giờ cho đến banner của Carrot thì mình sẽ tích được mớ. Thì sau đó có thể là banner Bitmom của banner sau nữa. Rồi, di chuyển đến map tiếp theo nha anh em. Map Cell Town. Map này thì cũng có chỗ đào bản đồ. Rồi, tiếp tục nha. Ok anh em, mình đã trở lại rồi. Và tấm đầu tiên của cái map này nào. Nói chung là nãy giờ ra mảnh vé vàng không anh em ơi. Giờ mình cần nói chung là trái với vé vàng, hai cái loại đó, mảnh vé vàng cũng được. Ok, rồi, đây là trái đầu tiên. Được trái đầu tiên nãy giờ, 50 trái cũng tạm ổn. Tấm tiếp theo nha anh em. Ui chào, thêm số 0 nữa là ngon. Lạng lạng xíu ơi. Thường thường trước mình hay đào, mình hay lạng lạng xíu, đứng im chỗ nó hay đen anh em ơi. Vô. Năm sậy. Trời ơi, thôi cũng được, ở đây mình cũng nhiều bản đồ. Nói chung là cứ 10 tấm như vậy cũng được 500 rồi. Coi như là chục tấm 50 này là cũng ok anh em ơi. Chấp nhận. No. Nhiều xíu ai. Trời ơi, số cứ 50 hoài vậy anh em. Mình nói nó làm thiệt luôn rồi. Chắc là nó cho mình 10 cái 50 luôn rồi đó anh em ơi. Ok. 50 nữa đi. Rồi, lần này là vé quay thẻ luôn rồi anh em ơi. Rồi, ok, chúng ta sẽ xem một đoạn cho vui ha. Nãy giờ thì mình cắt ra hơi nhiều. Giờ mình sẽ xem một đoạn anh em, chúng ta cùng xem một đoạn cho vui ha. Nói chung là đảo này mệt lắm anh em ơi, phải tìm mệt lắm. Mình rất là mất thời gian với cái nội dung này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, phải nhớ đồ này nọ nữa. Đấy, hồi nãy đến cột thứ 7 cho nên giờ mình phải tìm từ cột đó này. Giờ chúng ta phải tìm từng tấm. Cho cái tấm nào mà đúng ngay chỗ này thì mình mới đào, đấy. Rất là mất thời gian luôn, cho nên những cái đoạn đó thì mình cắt ra cho nhanh lên em ơi. Đấy, rồi, được thêm tấm nè. Nhưng mà phải nhớ chỗ nào đó chứ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cột thứ 9 lên em ơi. Đấy, rất là mất thời gian nha anh em. Nhưng mà không sao, đào luôn. Trời ơi. Thôi chịu anh em ơi, đen quá. Ok anh em ơi, chúng ta sẽ chuyển sang map khác. Hiện tại map Cell Town nó đã hết bản đồ rồi, thì mình sẽ chuyển sang map tiếp theo. Map này là thị trấn Roger, nơi xử tử Roger nha anh em. Thì cái map này sẽ có hai chỗ để đào, một là chỗ dưới sông này, còn một chỗ là phía trên mấy cái tấm bia mộ phía trên ấy. Đấy, anh em nhìn phía trên thì thấy không? Thấy mấy cái bia mộ không? Rồi, từ giờ mình sẽ đào chỗ này nha. Chỗ này thì có vẻ mình thấy cũng hơi ít bản đồ, chắc là sẽ không đào nhiều đâu. Lại 50 anh em ơi, nãy giờ chưa có cái nào 100 hay là 200 hay là 300 cả.
mà chỉ có 50 thôi. Chuyện lạ có thật anh em ơi. Duy nhất một tấm ở vị trí dưới sông đó là có duy nhất một tấm thôi. Chán đời thiệt. Map này có vẻ là hơi ít. Mình cũng thấy là cái vị trí phía trên này cũng có một vài tấm à. Thì mình sẽ đào nốt ha. Như là mình vừa phát hiện là sót một tấm, bị sót một tấm ở Cell Town chỗ hồi nãy vừa đào. Nhưng mà thôi để cuối clip đi đào luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ đến vị trí tiếp theo, đó là phía trên mấy chỗ này. Này như cũng 2-3 tấm nè anh em ơi, khá là ít. Thì giờ mình sẽ đào nốt luôn ha. Tấm đầu tiên. Ok, lại 50 anh em ơi, hôm nay có duyên với 50 thật sự. Chán đời thiệt. Ok, tấm tiếp theo nha anh em. Trời ơi, thiệt luôn anh em ơi. Lời nguyền của mình chắc là sẽ không bao giờ chấm dứt được rồi. Mặc dù chơi game gần 3 năm, game ra mắt đến giờ chưa bao giờ đào được 500. Giờ vĩnh viễn sẽ như vậy luôn. Cái định mệnh ác thật. Ok, tấm tiếp theo anh em ơi. Yeah, bắt đầu tăng dần rồi anh em ơi. Có một sậy rồi nha. Sắp tới sẽ có hai sậy. Rồi, ba sậy và năm sậy. Giỡn thôi anh em ơi, không có đâu. Ok anh em ơi, hồi nãy bị sót một tấm ở đây cho nên giờ đào nốt luôn hen. Rồi chúng ta sẽ di chuyển sang map mới. Ở chỗ mấy tấm bia mộ cũng hết mất tiêu rồi. Rồi, ok. Biết đâu tấm còn sót lại hơn sao. Ui xa, thiệt luôn nãy giờ 50 hơi nhiều anh em ơi. Bây giờ thì di chuyển sang map mới nha. Khu vực mới thì đầu tiên nếu mà bản đồ thì để mình coi. À, chúng ta sẽ có hai chỗ. Một chỗ là xương rồng với một chỗ ở đây. Rồi, ok. Ok anh em ơi, tấm đầu tiên của map xương rồng nha. Nói chung là cũng nhiều map vãi. Ui, 5 mảnh vé vàng tương đương với 100 trái nha anh em. Nói về mảnh vé vàng thì mình cũng có khá khá đấy. Đây, cái này ghép lên là được 8 vé nè anh em. Gần 10 vé. Cái này cứ để dành đây thôi. Tại vì giờ mình cũng chưa cần thiết, cho nên là chưa cần sử dụng tới. Chết nhiều vé lắm luôn anh em ơi. Tiếp tục nha. Tiếp tục thì mình sẽ quay cùng anh em một cái đoạn hen. 1, 2, 3, ok, giờ tới cột thứ tư. Phải ghi nhớ anh em ơi, để lát còn tra lại. Mấy cái này đều không có nha. Rồi, cột thứ năm này. Mấy cái map này xong ít tấm bản đồ ở đây, một tấm nữa nè. À không, tấm này ở Labasta rồi. Oh my god. Cột thứ sáu. Ây chà. À đồ tàng Labasta không ta? Này là Labasta đúng không ta? Labasta không anh em ơi. Lát đào ở Labasta phê á. Đây cái này một tấm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi cột thứ 7. Lát đi theo cột thứ 7 tìm tiếp. Tấm tiếp theo nào. Trời ơi, quá chán đời anh em ơi. Bây giờ đào không được đồ ngon, cay quá. 3, 4, 5, 6, 7. Cay thiệt. Mấy cái tấm này đã dùm thấy hơi nhiều nè. Water 7 cũng nhiều nữa. À đây thêm tấm rồi nè. Đếm ngược lên là cột 2 nha. Ok, vậy cho nó nhanh. Rồi luôn. Tới công chuyện luôn rồi. Cái map xương rồng này xui quá. Tại giờ đào thì cũng khá khá rồi đó anh em. Đầy tấm rồi nè. Ok, để xài luôn đi. Rồi, hai mảnh giấy vàng tạm được. Tạm được thôi anh em ơi, chứ thật ra trái so về trái thì cũng không nhiều đâu. Nãy giờ còn 37 thì cũng đào sao ta? Chưa được phân nữa, chưa được phân nữa. Còn nhiều lắm anh em ơi. Ui cha. Ok thôi mình cắt bớt đoạn này ha, nó mất thời gian lắm. Hình như là hết rồi đó. Rồi, chúng ta di chuyển sang map tiếp theo đây. Ok anh em ơi, map tiếp theo là map đảo khủng long nha. Đảo hai ông khổng lồ đánh nhau ấy. Chỗ này thì khá là nhiều bản đồ này, mình thấy là rất là nhiều luôn. Thì hy vọng là sẽ được một cái gì đó ngon ngon. Rồi luôn. Rồi, tấm tiếp theo nha. Năm mảnh giấy vàng. Năm mảnh vé quay thẻ, quá chán. 500. K
Cái đền mền đen vãi nồi. Chạy đi. Ui, nguyên một giấy vàng anh em ơi, ngon ngon. Nãy giờ mới được giấy vàng, cái này là cái đầu tiên được á. Tiếp theo luôn anh em ơi. Ok, 100 trái. Như mình nói thì ở chỗ này rất là nhiều tấm bản đồ ấy, cho nên đào phê luôn anh em ơi. Tiếp theo nha. Tấm tiếp theo nào. Rồi luôn, nguyên một cái vé quay thẻ luôn. Thôi để mình cắt đi ha, thời gian clip nó hơi dài rồi. Và tiết kiệm thời gian anh em ơi. Rồi, tấm tiếp theo. Chỗ này đào phê quá anh em ơi. 50 trái. Get go. Lại 50 trái. À, chết tiệt thiệt. Ok, hết rồi. Chúng ta sẽ đi di chuyển đến vị trí tiếp theo nha anh em. Ở map Alabasta. Rồi, ok. Chỗ này thì cũng khá khá. Ui, mở màn là thấy ok rồi nha. Tiếp 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 anh em ơi. Ok, hiện tại là còn 26 tấm thôi. Coi như mình cũng đào được phân nửa đoạn đường rồi. Tiếp tục nào. Chỗ này có vẻ hơn đó anh em ơi. Trời ơi, vừa nói xong, vừa khen được câu là thấy xui lại rồi. Ok, không sao anh em ơi. Ủa, sao còn sót tấm này ta? Cái định mệnh sót được hay nhờ. Đào cứ sót sót là sao ta? Cay thế nhờ. Sót tấm ở cái chỗ đảo người khổng lồ rồi anh em ơi. Thôi kệ, lát mình đào sao ha. Ok, tiếp tục nào. Trời ơi, thôi thôi thôi, dẹp 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 dẹp. Tấm tiếp theo anh em ơi. Sao chưa lên được 200 ta? Trời ơi, bản đồ sắp hết rồi mà còn chưa lên nữa. Lên đi. Lên cái nè, lên cái nhẹ cho mình vui các bạn ơi. Lên đi. Ok anh em ơi, hết rồi. Giờ mình sẽ nhảy một phát sang map Thylobath luôn nha. Bỏ qua mấy cái map trước luôn. Nói chung là thay đổi phong thủy một chút, chứ đào theo thứ tự thì mình thấy nó xui quá. Rồi, chúng ta sẽ đến với map ở Thylobath nha. Map trong nhà. Rồi, ok. Thylobath thì có hai map. Ui trời, đen dữ vậy. Có hai map để đào lận. Một map là map đầu tiên, còn map thứ hai là chỗ này. Map kia ở ngoài biển luôn nha anh em. Map kia ở ngoài biển luôn. Biển đen, gọi là biển đen. Ngoài đó là biển đen ngòm mà. Trời ơi, cái gì vậy? Map Thylobath tâm tối thì đào cũng tâm tối luôn. Mấy cái vé quay thẻ đó mình đâu có thiếu đâu anh em. Đừng có ra nữa. Mấy vé quay thẻ đó mình nhiều lắm rồi, mình không cần nữa đâu. Ủa, à cái này tấm này sót. Xui quá anh em ơi. Nay đào nó thì cũng xui luôn á. Không được cái nào 200 luôn mà. Chứ đòi chi là 500. Với cái tình hình này thì mình thấy là không ổn rồi đó. Ủa, sao hết mất tiêu rồi. Ủa, map này ít dữ ta. Không còn tấm nào luôn à. Được đúng 2 tấm. Hai tấm đào ra đúng hai cái vé quay thẻ luôn. Ơ cái định mệnh hết thiệt luôn rồi anh em. Ok, giờ thì mình đi sang là map. Ủa còn 20 tấm à anh em ơi. Chỉ còn 20 tấm bản đồ mà thôi. Ôi sao lắc rồi. Ơ cái định mệnh tự nhiên bị lắc anh em. Lắc lắc như vậy là báo hiệu điều gì? Có hên không? Hên mới chịu nha. Chứ không hên là thôi không thích đâu. Thường thường lắc lắc như vậy là dự báo điềm hên. Mà không biết có hên hay không. Thấy gì thấy nãy giờ tàn xui. Thậm chí là đơ luôn rồi. Map này thì anh em di chuyển sang chỗ này nè. Có cái chỗ để đi qua chỗ mới nè anh em. Đây. Đấy là tấm bản đồ ngay đây này. Mình đã quen rồi cho nên là mình nhìn cái mặt chữ là mình nhớ luôn cái map nào rồi anh em. Cái gì đây? Mày đùa tao à? Ok anh em ơi, chúng ta quay lại Alabasta để đào map tiếp theo nha. Cái định mệnh cái map ở Thylobath đúng một tấm. Wow thiệt chứ. Rồi, ngon ngon xíu đi, đỡ buồn. Trời ơi, liên tục rồi, cái này liên tục luôn anh em ơi. Thôi, hôm nay ngày đen của mình rồi. Tấm tiếp theo nào.
Ồ, hai mảnh. Hy vọng là giờ xuôi thì trong ngày hôm nay chiều mình sẽ hên. Chiều mình đang rất cần sự may mắn anh em ơi. Cho nên là hy vọng là chiều mình hên. Coi như bù cái xui xẻo này để chiều được may mắn đi. Khóc thét rồi anh em ơi. Sắp khóc thét rồi. Ok, đang tắm rồi nè. 20 phút, ok, clip tạm ổn anh em ơi. Trời ơi, xui kìa. Nói chung là hôm nay chắc cũng trả được bao nhiêu trái, tính tổng là trả được bao nhiêu, tại tầng 50 không ạ. Ở đây mình có rất là nhiều hình nộm để đổi nè, có 5 con, thì tương đương với cũng 5, 500 trái. Rồi lát mà xui xui mình quên mình đổi luôn, đỡ buồn anh em ơi. Chứ đen quá, coi như bù lại cái đó là 500 đi. Chứ cày quá, gì đâu mà nó xui thì thôi nhá. Vô, 5 sảy con. Trời đất ơi, anh em thấy chưa? Anh em nhìn thấy cái sự xui xẻo chưa? Chưa bao giờ mình đào xui về luôn, mình nói thiệt với anh em chưa bao giờ mình đào xui luôn. Ít ra cũng phải có một cái 200. Mà này không có luôn. Hy vọng là mấy cái cuối này gỡ gạt được chút ít. Đó, trời ơi, 200 đầu tiên. Chưa anh em ơi, còn cơ hội nha. Còn cơ hội để lên lên 300. 200 có rồi, bây giờ là còn 300, giờ nó sẽ lên 300, rồi sẽ lên 500. Mình đang mơ chăng? Ui giời, ui sao còn một tấm này nữa. Cái định mệnh sao nó xót xót thế nhờ. Nhớ đào kỹ lắm rồi mà ta. Cay thật sự. À giờ ta sẽ sang map của Usopp ha. Ấm Blasibo anh em ơi, ấm Blasibo à. Hy vọng là những cái tấm cuối này gỡ gạt được chút ít. À, đây là map của Usopp. Thánh Usopp anh em ơi. Hy vọng là sẽ mang cho mình được may mắn. Tấm đầu tiên. U 200 liên tục, hai cái là anh em thấy rồi, 4 xị rồi đúng không? Sướng chưa, sướng chưa? Trời ơi, nó phải vậy chứ. Oh my god. Ngon 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 ngon. Ở đây có vẻ có điềm anh em ơi. Còn một tấm là lụm lúa nè, 200 tiếp nè. Hoặc là 500 luôn cũng được. Ê, đừng có hết nha, hết là hơi buồn. Nó đang hên. Nó đang hên. Hết luôn. Cái định mệnh đúng một mà một tấm. Ở đây đang tắm rồi nè. Ủa sao mà sót được hay vậy? Nằm ngay đầu tiên luôn mà mình để sót ta. Rồi luôn, thời tới rồi. Thời của mình tới anh em ơi, tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Ơi tiếc là không còn cái tấm nào ở cái bản đồ này anh em ơi, cay quá. Ui, thôi được rồi, mình không muốn quay lại cái map cũ để xui xẻo đâu. Ok, chúng ta thẳng tiến đến Water Seven nào. Quá ngon anh em ơi. Làm cho hai phát 200, 4 xị, xong làm thêm cái 300 nữa là tổng cộng là 7 xị rồi anh em ơi. Giờ mà được thêm cái 300 ngàn tròn, đẹp luôn anh em ơi. Ui da, 3 xị không? Chắc không khó anh em ha. Ồ khó khó. Nói chung ba cái ngon liên tục thì là 7 xị là quá ok anh em ơi. 7 xị mà đổi ra 50 thì hơi nhiều quá nha. Đào mười mấy lần ấy, đào mười mấy lần mới được 7 xị anh em ơi. Ok, cái tấm kia, à đây, một tấm nữa. Lắm. Cũng sắp hết rồi cho nên thôi chắc là mình sẽ quay xuyên suốt luôn. Ok, 50 cũng được anh em ơi. Có trái là vui rồi. Quay xuyên suốt luôn, khỏi cắt nha. Cũng còn ít à, mấy tấm à. Nhưng mà quay cũng hơi dài, chắc phải hơn 25 phút ấy. Ơi, Water 7 hết luôn rồi ta. Ui sao mình vẫn còn một tấm đây nữa, cái định mệnh. Sao mình đào cứ bị sót sót một hai tấm ấy nhờ. Đúng sót đúng một tấm. Ui à, đen. Nó cứ bị sót sót kiểu nào nhờ, làm lát phải quay lại nữa, mệt thật. Hơi mất thời gian tí em ơi. Ui, tính là sót hai tấm luôn. Ok, thôi đi sang map khác ha. Ok anh em ơi, đảo trên trời nha anh em. Lậm nè. Ui, hai mảnh giấy vàng. Chấp nhận luôn anh em ơi, chấp nhận luôn nha. Ui, hồi nãy nhưng mình nhớ có cái nhiệm vụ được hai mảnh, không biết mình làm chưa ta. Ui, mất tiêu rồi anh em ơi. Được hai mảnh rồi anh em ơi, thôi bỏ đi ha. Không sao, chỉ có hai mảnh thôi thì không quan trọng lắm. Không gạch. Ui, đảo trên trời, ở đây một tấm nữa. Đây không phải luôn. Ok, hai tấm anh em ơi, một tấm này với tấm cuối. Rồi, lắm. Lắm ten. Trời ơi, xui quá anh em ơi, chỉ được cái combo này là ngon. Combo liên tục 700 trái, ngon. Ôi chào. Đúng thiệt là muốn được may mắn cũng phải đơn giản anh em ơi, khó lắm. Mà 500 thì càng không thể. Nói chung là mình vẫn đạt được tới mức cái mức gọi là sao ta? Mức cao nhất hiện tại của mình đó là được 300. Còn 500 thì thua. 500 hiện tại vẫn chưa đạt được.
Rồi chúng ta sẽ đến map tiếp theo ở Water 7 nha. Ok anh em ơi, map này là gọi là map san hô nha. Bởi vì nó nằm kế bên san hô, gọi là map san hô luôn. Ui trời ơi đen. Xui rồi anh em ơi, xui rồi xui rồi. Còn đúng 5 tấm anh em ơi. 5 tấm này không biết có gỡ gạt được gì không. Lắm. 5 sậy. Ui chà, game nhất game nhất quyết là không cho mình gọi là phá vỡ lời nguyền. Không cho mình một lần nào được 500 luôn anh em ơi. Quá cay. Quá. Cái định mệnh tấm này bị quên mà. Là sao? Ủa bị nhầm à. Ở đây mới đúng nè anh em. Cay thế nhờ, ba tấm kia là ba tấm bị sót. Giờ phải quay lại. Mình khóc rồi anh em ơi. Trời ơi, đây là tấm cuối cùng luôn đó. Gọi là tấm cuối cùng ở tất cả những bản đồ nếu mà mình đào không sót đó anh em. Trời ơi. Cảm ơn game. Game đã lắng nghe mình rồi anh em ơi. Nói chung là mình hơi xúc động một chút anh em, tại vì suốt từ lúc game ra đến giờ gần 3 năm rồi anh em. Nếu mà đến tháng 4 là 3 năm, nhưng mà là bây giờ còn khoảng 4 tháng cũng gần 3 năm rồi đó. Trời ơi. Lần đầu tiên đào được 500 cũng là chính của mình nha anh em. Trời ơi, cảm xúc vãi. Cuối cùng thì lời nguyền cũng đã được phá vỡ. Anh em đừng có nói gì nữa mình nữa nha chưa. Đừng có chôn mình nữa nha. Mình đã phá vỡ được lời nguyền rồi anh em ơi, 500 trái. Và thậm chí mình còn 3 tấm ở đây nữa nha. Nếu mà mình may mắn là mình vẫn được thêm một cái 500 nữa nha. Phá vỡ lời nguyền và được thêm double luôn cho nó sướng. Ok. Trời ơi, mừng quá anh em ơi. Vui quá, vui quá. Trời ơi. Thấy lên 500 trời ơi, sướng quá. Sau tất cả những sự xui xẻo từ đầu đến giờ thì cuối cùng cũng bù lại được một chút may mắn. Mình cảm giác anh em ơi, mình đã nói, mình xin rút lại câu nói mình xui nha. Hôm nay mình cảm thấy một ngày may mắn của mình. Trời ơi. Tấm này thì sao? Giờ mình không cần nữa anh em ơi. Cái gì cũng được. Cho cái gì lấy cái đó, trời ơi, nó còn cho thêm một cái trái nữa. Cho cái gì lấy cái đó, không tham lam. Còn hai tấm nha anh em. Tấm này thì ở Thiller Boss, ok. Quay xuyên suốt luôn, khỏi cắt nữa. Quá hên rồi. Ê ê. Rồi Thiller Boss. Đây là con Aokiji bản cũ. Con này thì ạc này mình có rồi nha anh em. Mình đang thiếu duy nhất con tướng đời cũ là con Enel. Con Enel thì muốn có nó thì chắc là phải đi mua mảnh rồi. Tích góp mảnh cực khổ lắm luôn anh em ơi. Hơi khó. Nói chung là giờ mình muốn có con Enel là hơi lâu á. Rất lâu luôn là đằng khác. Ok, không sao. Được cái gì lấy cái đó, chấp nhận anh em ơi. Được cái 500 là vui lắm rồi. Tấm cuối cùng nè. Tấm này là tấm cuối cùng mình bị sót nè. Thì không biết là tấm cuối cùng này như thế nào. Xem nào. Trời ơi, phá vỡ được lời nguyền mừng rớt nước mắt. 5 sậy anh em ơi. Rồi clip này chắc quay cũng gần 30 phút luôn. Nốt tấm này thì mình sẽ thống kê lại trái với bé vàng của mình nữa là ok. Là cũng khoảng 30 phút ấy. Anh em cố gắng xem từ đầu đến cuối nha. Và đặc biệt là nhớ xem cái đoạn mà mình phá vỡ được lời nguyền. Và đặc biệt là anh em nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Và những anh em nào có nhu cầu mua ạc bên Android 4399 thì nhớ liên hệ với Út mình. Ok. Rồi, tấm cuối cùng lầm luôn. Ui da, phê. Rồi, giờ mình thống kê lại trái vé một chút đây. Hồi nãy là 57 vé, giờ lên 59, vậy về tổng cộng được 2 vé. 2 vé nguyên vẹn nha anh em. Còn về trái thì từ 46k1 lên được 48k4, như vậy lên được thêm 2k3. 2k3 trái anh em ơi, cũng không nhiều lắm ha. Tính ra là cũng không nhiều. Nhưng mà trái mình gần 50k rồi nè. Ok, nhận tàm tàm đây là 50k. Với 50k này thì mình sẽ đủ lấy một vài con sự kiện. Ok. Với lại nếu mà so về vé thì mình đào được khá là nhiều mảnh nữa. Đây, mảnh vé vàng nè anh em, 99 mảnh á. Ơ, thật á hả? Sao không tròn trăm mẹ đi, nó còn dính dính nữa. Cái định mệnh. Cái này là cũng được 10 vé đó anh em. Trời ơi, sướng. Ủa, 99 là nó dừng hả ta? Phải không vậy? Lên được trăm mấy không ta? Hình như là được đúng không? Tại mấy cái này lên được 999 luôn nè. Không biết khi nào cái mảnh vé vàng này của mình mới được 999. 999 là tính ra là được... là được...
À, một trăm vé anh em ơi, 100 vé vàng. Trời ơi, khó nha. Hơi khó. Tích tích thấy mẹ luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời anh em ơi. Và cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi nguyên cái clip này của mình. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip sau. Nhớ comment chúc mừng mình nha. Nếu mà anh em có xem hết clip và biết được mình đã may mắn như thế nào. Bye bye anh em. Yeah.